Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Thì cửa hàng em lần này về tiếp theo được hai đôi loa đến từ thương hiệu Tubo. Một dòng loa phải nói là rất là hay và xuất sắc trong phân khúc bass 25 đến từ Anh Quốc. Về dòng loa này thì hôm trước rất nhiều các bác đang hỏi cửa hàng em, tuy nhiên là đã hết hàng. Và hôm nay là có được hai đôi, đấy, hai đôi cũng cùng model với lần trước. Và giá vẫn như thế các bác nhé, là 6.200.000 đồng một cặp. Đấy, bác nào có nhu cầu mà hôm trước mà chưa đặt hàng mà không mua được cái dòng loa này thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng em để chúng ta sở hữu ngay những dòng loa này. Tại vì đây là dòng loa rất là hay và rất là hiếm cặp, số lượng chỉ có hai cặp. Đấy, số lượng chỉ có hai cặp. Thì bác nào lấy là liên hệ trực tiếp với cửa hàng em. Và bây giờ em sẽ quay cho các bác lại cái phần giới thiệu toàn bộ của cái dòng loa bằng cái video cũ. Bác nào mà chưa xem thì các bác vui lòng xem lại. Và vẫn là cái chính sách bán hàng giống như mọi khi bên cửa hàng em bán, là bao chuẩn cho các bác, bao zin, bao xịn và bao cả hay nữa. Các bác nhận hàng mà nếu test chất âm của nó không hay, không ô đạt theo tiêu chuẩn và không zin thì các bác có thể là trả lại cho bên em cửa hàng em, và cam kết với các bác là hàng là bán bao chuẩn cho các bác. Đấy, và bây giờ em sẽ mời các bác xem lại cái phần giới thiệu về dòng loa này. Xin cảm ơn tất cả các bác. Trước mặt các bác đây là một lô loa full 25, phải nói rằng là một lô loa rất là được mong chờ hiện nay. Đối với tất cả các bác và thậm chí là cả bác thợ và bên cửa hàng em nữa. Thì lô loa này là đến từ thương hiệu Tubo, một thương hiệu đến từ Anh. Tên của nó là Tubo Power Audio. Các bác có thể là tham khảo cái thương hiệu này bằng lên trang web nhé. Đấy, trang web của hãng này là có luôn. Cái trang web của nó này em giới thiệu cho các bác này. Công ty trách nhiệm hoàn thành Tubo, cái này là cái phần này là do chôn một đại dịch à, bản gốc của nó này, bản gốc này đây. Đấy, đây là nhà máy của họ này, đây nhà máy của họ đây. Đấy, xác sản phẩm này, đây, sản phẩm này Tubo này, thương hiệu này. Đấy, chúng ta thấy không? Đây đây là cái sản phẩm của nó có trang web đầy đủ luôn cho các bác nhé. Thì đây là cái đây Tubo Audio có đây TPA ký hiệu này, cái logo của họ là cái này nhá. Đấy. Thì đây là cái đây. Cái fanpage của họ này, Tubo Audio này, chúng ta thấy nhá. Đây là những cái hoạt động của cái bên công ty này. Đấy. Giấy chứng nhận gì nữa đây. Đấy, chúng ta thấy là rất nhiều sản phẩm. Công ty này rất là lớn các bác nhá. Bên Trung Quốc. Đấy, TPA này. Đây logo của họ này. Đấy, rất là xịn luôn, công ty này thực sự là rất là lớn. Lô loa này thì là bass 25, model của nó là DX10 các bác nhá, DX10, một dòng loa full bass 25. Thì cái lô loa này thì các bác có thể là vào kênh của em để xem cái bản test nhạc và test cả phần karaoke luôn. Thì cái bản test nhạc của cái loa này thì bên em đã đăng trên kênh của Nam Tép Âm Thanh vào buổi trưa ngày hôm nay ngày mùng 7. Đấy, mùng 7 tháng 2. Và cái bản mặt test về karaoke của nó thì em đăng vào lúc 3 giờ chiều nay ngày mùng 7 luôn. Thì các bác có thể là lên xem tham khảo cả phần test nhạc và phần test về karaoke luôn, đầy đủ ở trên kênh của em nhé. Thì sau khi mà bên em trải nghiệm cái bản thực tế cái bản test của cái loa này ở cả phần hát và phần nghe nhạc thì thực sự đây là một dòng loa rất là hay, phải nói là rất là hay. Cũng rất lâu rồi bên em có một dòng loa full giá nó cũng hợp lý như thế này mà rất là hay. Về dòng loa này thì bass thì không phải là bass neo, cũng không phải tép neo giống như những cái dòng loa khác. Tuy nhiên là về chất âm của nó thì rất là đẳng cấp, một dòng loa đẳng cấp luôn, phải nói là rất đẳng cấp. Thì về thiết kế của dòng loa này thì các bác có thể xem toàn bộ thiết kế của nó đây. Thiết kế thì đánh giá như bản thân em, nếu như mà chuyên về loa bãi thì đây là thiết kế 10 điểm luôn. Thiết kế rất là đẹp. Thứ nhất là thùng cân và rất là sâu, chúng ta thấy là thùng của nó đây rất là sâu và cân. Thùng cân như thế này thì nó có một cái ưu điểm rất lớn là khi mà trang trí để trong nhà hai bên nó đều cân đối, nó rất là cân đối và rất là đẹp. Và điểm thứ hai nữa là thùng gỗ, cái thùng bằng gỗ thì nó có một cái độ bền rất là tốt, cái độ độ chất, tức là cái độ chịu đòn khi chúng ta để trong nhà thời gian dài, nó không có bị mốc, không có bị nỡ và nó rất là bề đẹp. Và một cái thứ ba nữa là cái e căng của nó thiết kế cũng rất là đẹp, thế là đẹp. E căng dạng lưới hình lục giác và dập lỗ, bên trong có phủ bụi. Đấy. Và cả từ cái tem của nó luôn, cái tem của hãng Tubo Power đây, họ làm bằng nhôm luôn đấy, chứ không phải làm bằng nhựa hay là như thế nào cả. Đây là nguyên một cái tem này bằng nhôm luôn đấy, rất là đẹp, cao cấp.
thực sự là rất là cao cấp. Về đánh giá về 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 ngoại thất của loa này là không thể chê được, rất là đẹp ạ. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Và tí này em sẽ quay cho các bác xem cái phần nội thất của nó nữa. Đấy, rất là đẹp luôn, các bác xem này, toàn bộ là loa là cực kỳ là đẹp. Về hình thức đã đẹp rồi, tuy nhiên là cái chất âm của nó của dòng loa này thì rất là hay. Hay không thể tả được luôn đấy, em nói thật với các bác, rất là hay luôn. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem toàn bộ là cái nội thất và cái thông số của nó luôn nhé. Đây, chúng ta xem về phía sau chạm loa một chút nhé, phía sau cái loa. Vì phía sau cái loa của nó thì nó, đây là cái lỗ tay cầm của nó, đấy, lỗ tay cầm hai bên của nó là được dạng được vát như thế này để chúng ta để dạng monitor đấy, rất là đẹp. Đấy, đấy. Thì chạm loa của nó đây có hai lỗ đây, là linh 1 cộng 1 trừ, các bác linh cộng bên nào cũng được nhé. Có tem QC, đấy, tất cả những cái dòng đẩy và tất cả loa đều có tem QC như thế này hết đây, tem của nó đây. Đây, chiếc nào cũng thế, nhưng chiếc này năng lật ngược bên trong. Đây, tem QC đấy, chúng ta thấy không? Thì loa này thì đây, model của nó là DX10 Turbo Power. Đấy, công suất làm việc của loa này là 250W các bác nhé. Nếu như chúng ta so sánh một chút thì đây là công suất là rất là chuẩn của loa full 25. Và là công suất này thì là bằng công suất của loa B3 bass 30 cũng là 250W, kháng trở là 8 ohm. Đây, con này là sản xuất tại China. Đây, cái này là form England. Đây, cái này là công ty là của anh. Đây là số series. Đấy, mỗi loa nó đều có một cái số series như thế này. Đây, series nó đóng hơi thấp một chút, nó bị lắc. Đây, chúng ta thấy là loa nào nó cũng có số series của nó hết nhé. Đấy, số series. Về phía sau của nó thì rất là đẹp, không còn phải chê nữa. Cả trước cả sau đều rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và bây giờ đây là cái phần nội thất của nó đây. Thì sau khi tháo ra đây, chúng ta thấy rằng là tại sao cái loa này hay như thế này, tiếng bass nó rất là hay. Chúng ta phải đến kể xin một chút là về phần bass trước, em đi sâu vào cái phần bass này của nó. Bass của con này là bass chống nước, màng chống nước, đấy, màng chống nước rất là sâu. Rốn của nó là không phải rốn lôi mà rốn lõm giống như của B3. Đấy, rốn lõm này chúng ta thấy này. Rất là đẹp, gân hai sóng có dầu dưỡng gân đấy. Đấy, gân này gân ướt các bác nhé, có dự gân nhé. Đây, chúng ta xem một chút kỹ hơn này. Đấy là gân dầu ướt, toàn bộ là gân của nó là gân ướt. Cái bát của nó gân cái rốn lõm như thế này thì nó có được khi mà chúng ta nghe được cái tiếng bát của nó đầy, rất là đầy. Thực sự là các bác nào mà đã dùng là dùng B3, chúng ta thấy nó đặc trưng của B3 là dùng rốn lõm. Thì con này cũng là dùng rốn lõm như thế này, rất là đẹp. Chúng ta lưu ý một cái là nó dòng loa này, cái loa này nó là 8 lỗ bắt ốc, tuy nhiên là nó chỉ bắt 4 con ốc thôi nhá. Đây, như cái chỗ này là nó chưa bắt này. Đấy, nó còn nguyên cái chưa rách cái gần này. Đấy, như chỗ nào bắt này nó rách cái gần này. Đấy, nó chỉ bắt 4 con ốc thôi. Đấy, thì cái bát của nó đây, chúng ta xem một chút cái bát nó đây. À, rất là chất. Đây, bát đây. Cái thùng này thì kín lắm các bạn. Đây, chúng ta sẽ rất là kín luôn nhá. Xung quanh cái thùng này nó có một cái lớp mút ở đây để nó tránh hơi không thể lọt qua đây được. Đấy, nó là một cái lớp gioăng. Đây, nó nằm ngay xung quanh này, chúng ta thấy là cái lớp gioăng đây. Đấy, rất là kín, bắt vào rất kín. Và đây là con này, cái bát loa của nó từ 17 côn 65. Đây, côn này là. Thì cái lô loa này thì nó có hai dòng tem, bát thì giống nhau, không có vấn đề gì cả. Bát giống y chang nhau. Chúng ta thấy là đây là một dòng bát là nó dùng cái tem như thế này. Thì tem ở đây thì nó cũng là made in by Power Turbo Power Audio. Đây, thì bên đây thì thế nó cũng là đây, nó cũng là Turbo. Đây, đây, đây là cái logo của Turbo các bác nhé. LPA, đấy, Turbo Audio L10. Đấy, thì cái số này chúng ta là thấy là số này L10-25-252-8. Đây. Thì nó đây là cũng giống như luôn, nó là cùng model nhưng mà chắc là đời trước đời sau nên cái tem nó khác nhau một chút. Đây cũng là 10-252. Đấy, con này là kháng trở 8 ohm. Tem đây. Đây, cái này là cái tem, là con này là xem nào, tem bảo hành này. Con này là sản xuất năm 2015 các bác nhá. Tháng 12 năm 2015, coi như là 2016 xuất xưởng. Thì con này là dùng được 16, 17, 18, 19, 4 năm rồi. Đấy, 4 năm, nếu mà từ khi xuất xưởng đến giờ là 4 năm. Đây, con này cũng thế. Con này là coi tháng mấy đây, 2015. Con này là đời trước các bác này, con này là sản xuất tháng 6. Đây, con này là tháng 6 2015. Đấy, như em vừa đoán không sai đúng không? Đèn lát nó hơi mờ một chút, đây chúng ta thấy này. Đây, con này là sản xuất tháng 6.
tháng 6 con này là đời trước, bát này đời trước hơn một chút. Đấy, đời trước là sản xuất trước mấy tháng thì tem nó khác một chút, còn cái này là sản xuất sau, sản xuất là tháng tháng 12, cái này là tháng 6. Nói chung là nó chỉ khác nhau phần tem thôi. Tem thì đây còn đâu là toàn bộ là nó giống nhau hết, côn nhện toàn bộ là giống nhau hết, cho nên mà em không cần phải quay chi tiết. Chúng ta thấy là đây côn nhện tất cả mọi thứ là giống nhau hết. Cái loa này thì ở bên trong của nó chúng ta thấy là nó có một cái lớp keo cổ, keo cổ của nó có một cái lớp keo chống gãy cổ. Đây cái lớp keo bong bóng mà dưới cái phải lỗ tay em đấy, chống ngón tay đấy. Thì cái lớp keo này nó quét vào để nó bảo vệ cái cổ, nó gia cố thêm cái cổ loa khi đánh ở cường độ cao nó không bị đứt. Đấy, như này con này là rất là hay đấy. Nặng lắm, cái bát này cực kỳ là nặng luôn, bát này hay lắm, thực sự là rất là bất ngờ về cái dòng loa này. Rất tiếc là cái dòng loa này nếu như ở Việt Nam mình mà có một hãng nào đã phân phối chính thức thì nó không còn gì để nói, sẽ bán rất là tốt luôn, thực sự là thế. Tuy nhiên là hiện nay là cái dòng loa này vẫn chưa có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Bác nào mà làm to thì các bác sang liên hệ với nhà máy để chúng ta nhập về làm phân phối độc quyền tại Việt Nam luôn. Bán rất là hay, loa này rất là hay các bạn, cực kỳ là hay luôn đấy. Xem toàn bộ này đấy, ôi giời. Rồi xong bỏ cái bát bên cái tép này không biết là sản xuất tháng mấy này, này nó đang còn nguyên cả tem này, bác thấy không? Đây, nó dán luôn cả cái tem niêm phong ở trên cái tép này luôn này. Để em đọc coi là con này cũng là sản xuất 9, 10, 12, 13. Con này sản xuất tháng 11 đấy. Tháng 9 năm 2011. Đấy, năm 2011, tức là cái tép này sản xuất trước. Model của nó là DH102. Đây là made in by Tuo Audio. Thì cái tép này thì nó cái tem này thì không, em chưa nói được cái vấn đề gì cả. Tuy nhiên là cái tép này thì là cái tép của sản Selection của Đức 100% luôn. Bên em đã làm rất nhiều những cái dòng của tép Selection. Tuy nhiên là nó sẽ không in cái tem của Selection ở trên đây. Nó sẽ không in. Tại vì là cái này là nó sản xuất theo đơn đặt hàng thì nó sẽ in tên của Power vào trên này. Đây. Đấy. Turbo Power như này. Đấy, chứ nó không in tên của Selection. Thì cái này thì các hãng nó đều làm quy luật như thế. Tuy nhiên đây là chính xác là tép của Selection. Tép này là tép xịn luôn của Selection. Đấy, một hãng mà chuyên sản xuất tép và bát loa bán rời. Đấy, chúng ta thấy rất là chất luôn nhé. Và tiếp theo, tép này thì hay. Hay lắm. Tép này các bác xem cái bản test nhạc ấy. Xem các bác cứ vào cái bản mà em quay cái test nhạc cái loa này, cái tép này hay lắm. Cực kỳ là hay luôn. Hay lắm ấy. Đấy. Rất là hay. Rồi xong, tép hai, tép bát xịn, tép xịn rồi, còn cái phần tần của nó. Phần tần của nó này. Sướng chưa? Phần tần này không quá to nhưng mà đủ chất các bạn. Phần tần của nó nhìn rất là chất. Đấy. Giờ thấy không? Đây phần tần của nó này. Có hai cuộn, một cuộn này là của loa bát, một cuộn là của loa tép, hai cuộn cảm. Cuộn của loa bát nó sẽ lớn hơn, cuộn của loa tép nó sẽ bé hơn. Đấy. Phần tần, nói chung là phần tần mà full 25 như thế này là rất là chất. Đấy, phần tần nó nhìn nó không, em nói thật với các bác là khi mà chúng ta nhìn vào cái phần tần của hàng hãng mà hàng bãi, đặc biệt là của hàng bãi nữa, thì nó luôn luôn có một cái độ chất riêng. Còn nếu như các bác nào mà đang mua cái phần tần mới ở ngoài, các bác thấy thực sự là phần tần nó có khi là nó rất là nhiều linh kiện nhưng về nghe rất là chán. Đấy, cực kỳ là chán luôn, rất là dở là nguyên nhân là thứ nhất là cái chất lượng, thứ hai và thứ hai là kém, thứ hai nữa là cái thiết kế của họ không thể tốt được như cái hàng hãng của nó. Đây con này phần tần của nó không cần quá nhiều cầu kỳ, tuy nhiên là cái độ chất của nó vẫn là được toát lên. Đặc biệt là các bác thấy những cái loa như là của JBL hoặc là những cái dòng ấy, phần tần nó rất là đơn giản, tôi nhìn nó vào là rất là kết luôn ấy. Đấy, nội thất xong xuôi hết rồi, cuối cùng nữa là giá bán. Thì cái loa này thì bên em sẽ bán cho các bác với cái giá là ok 6.200.000 đồng một đôi, giá tại cửa hàng, một dòng loa xịn, em bao cho các bác là hay luôn nhé. Thì khi các bác mua loa này ở cửa hàng em thì em đã bảo cho các bác là bao xịn, bao zin, bao xịn và bao cả hay luôn cho các bác luôn, bao hay luôn, tự tin là bao hay cho các bác luôn. Đấy, và giá của nó là 6.200.000, chưa bao cước nhé. Đấy, bao hết nhưng mà không bao cước. Xin cảm ơn tất cả các bác, xin chào, hẹn gặp lại.